Chào mừng bạn đến với ẩn sai. Tốt các nơi chúng ta khám phá tính năng tiên tiến của việc bảo vệ dữ liệu blockchain và tìm kiếm một mạng internet công bằng và dễ tiếp cận hơn. Hôm nay chúng ta có một vị khách thực sự đặc biệt tham gia cùng chúng ta. Xin chào mừng Mauricio Di, người đứng đầu sản phẩm tại Midnight với nền tảng kiến thức phong phú từ đánh trống đến CrossFit, cũng như kinh nghiệm hàng thập kỷ về tài chính và blockchain. Mauricio luôn mang đến góc nhìn độc đáo cho thế giới công nghệ phi tập trung trong tập này chúng ta sẽ khám phá các tính năng đột phá của midnight lộ trình của nó tới mạng chính và cách cộng đồng có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của nó chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của bằng chứng zero knowledge hợp đồng thông minh bảo vệ dữ liệu của Midnight và các tính năng khác tạo nên sự khác biệt cho công nghệ này. Ngoài ra, chúng ta sẽ đi sâu vào những thách thức và cơ hội mở rộng quy mô tài sản kỹ thuật số trong tài chính truyền thống. Mauricio, hôm nay anh thế nào? Tôi rất vui mừng được tham dự. Việc này đã được lên kế hoạch từ lâu và tôi rất vui khi được ở đây. Rất vui được chào đón bạn đến với Podcast sai và rất vui khi được thực một chương trình về Midnight với anh. Anh đã tham gia sâu vào quá trình phát triển Midnight kể từ khi nó ra đời. Điều gì đã thúc đẩy anh tham gia dự án Midnight và những khía cạnh nào của tầm nhìn Midnight hấp dẫn bạn nhất khi tham gia? Midnight là một trải nghiệm rất thú vị đối với tôi. Trước khi biết đến Bitcoin vào năm 2014, tôi đã làm việc với tư cách là chuyên gia quản trị dữ liệu, tập trung vào bảo vệ dữ liệu. Việc đưa ra luật như GDPR ở châu Âu và LGPD ở Brazil một phiên bản khác của gdpr đã cho tôi cơ hội làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính với tư cách là người quản lý dữ liệu đảm nhiệm các khía cạnh đó hoặc thực hiện tuân thủ khi luật được ban hành Tác dụng Vai trò này kết hợp với công việc của tôi trong lĩnh vực blockchain khi tôi còn làm việc cho IBM vì đó là thời điểm GDPR bắt đầu có hiệu lực, tạo ra nhiều điểm trùng lập giữa kinh nghiệm của tôi về blockchain và kinh nghiệm của tôi với tư cách là người quản lý dữ liệu liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Khi tôi biết đến Midnight, đó là thông qua một trong những báo cáo của Messari về thế giới Bitcoin và thế giới Cardano. Tôi phát hiện ra họ đang triển khai một blockchain bảo vệ dữ liệu. Điều này khiến tôi phải chú ý đến hệ sinh thái các Dano vì tôi chưa từng nghe đến điều gì tương tự. Một trong những cạm bẫy của việc cố gắng triển khai cái gọi là chuỗi quyền trong doanh nghiệp là vào thời điểm bạn có đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp trên cùng một cơ sở hạ tầng, mọi người đều có thể nhìn thấy mọi thứ. Rõ ràng, nếu tôi là một nhà bán lẻ và dữ liệu về giá cũng như khối lượng của tôi trôi nổi trên cơ sở dữ liệu dùng chung không thể thay đổi, điều đó không tốt cho hoạt động kinh doanh. đó là một số lý do khiến chuỗi cấp phép như chúng được nghĩ ra không thực sự hoạt động và việc có một chuỗi công khai loại đã trở thành tiêu chuẩn và các doanh nghiệp bắt đầu khai thác với lớp bảo vệ dữ liệu bổ sung ở cốt lõi rất có ý nghĩa điều đó khơi dậy sự quan tâm của tôi như bạn và tôi đã nói về việc trở thành một phần của nhóm tôi đã thảo luận với adon và những người còn lại trong nhóm và sau vài tháng chúng tôi đã thống nhất về cách tôi sẽ tham gia và đóng góp tôi thực sự rất vui mừng và tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt cho đến thời điểm hiện tại và còn rất nhiều việc chúng tôi phải làm đó là một thời gian rất thú vị để được tham gia chắc chắn rồi hãy đi thẳng vào một số công nghệ như hầu hết đều biết, bằng chứng Zero Knowledge là nền tảng cho dịch vụ bảo vệ dữ liệu của Midnight. Hãy trao đổi với chúng tôi về cách bằng chứng Zero Knowledge tăng cường bảo vệ và bảo mật dữ liệu khi nói đến các ứng dụng blockchain vì đó không phải là điều mà mọi người thực sự biết đến. Một cách dễ dàng để hiểu các bằng chứng Zero Knowledge, bạn có thể thảo luận với nhóm mật mã về Midnight và họ sẽ hướng dẫn bạn về chiều sâu của mật mã. Tôi không phải là nhà mật mã. Vì vậy hãy kiên nhẫn khi tôi giải thích điều đó. Cách chúng tôi cố gắng thể hiện Zero Knowledge là Zero Knowledge giúp bạn bảo vệ dữ liệu bằng cách không tiết lộ dữ liệu đồng thời cho phép bạn thông báo cho đối tác của mình về nội dung của dữ liệu. Hãy nghĩ xem, tôi thích ví dụ về Wally, Wally hoặc Wang E, tùy thuộc vào nơi bạn ở trên thế giới, đó là một bài kiểm tra bằng chứng Zero Knowledge. Bởi vì bài tập sẽ cho bạn biết, hoạt động sẽ cho bạn biết mọi thứ về Wally hoặc Wando mà không cho bạn biết nó ở đâu. Và bạn thực sự có thể thực hiện nhiều cuộc điều tra, tiếp tục sử dụng trò chơi dần dần và tận hưởng trò chơi nhiều hơn điều quan trọng là mặc dù cho đến cuối cùng bạn sẽ không biết mình tìm thấy oando ở đâu hồ oh, nó ở phía sau con ngựa bên dưới cây cam và tất cả những thứ đó phải không bằng chứng zero về việc wally đang ở đâu thật thú vị khi xem ứng dụng đó vì rõ ràng đây là một ví dụ rất đơn giản nhưng trong thế giới kinh doanh hầu hết thời gian dữ liệu được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh là về nó đại diện cho cái gì chứ không phải dữ liệu thực sự là gì. Ví dụ kinh điển mà chúng tôi đưa ra khi nói về bằng chứng Zero Knowledge là bằng chứng về tuổi tác. Nếu bạn vào quán bar và gọi đồ uống có cồn, họ sẽ yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của bạn. Có thể là của bạn, chắc chắn không phải của tôi, nhưng họ sẽ yêu cầu ID của bạn. Họ muốn biết khi nào bạn được sinh ra. Không phải là họ đang cố gắng biết tên bạn, số bằng lái xe của bạn hay thậm chí xem bạn sống ở đâu. Tùy thuộc vào lượng dữ liệu mà ID có, họ muốn đối chiếu tài liệu với khuôn mặt của bạn và biết bức ảnh đó là của người trên 18 tuổi hay 21 tuổi, tùy thuộc vào nơi bạn sử dụng phiên bản Zero Knowledge <laughs> của câu chuyện đó là hỏi giấy tờ của bạn xem bạn có trên 18 hay 21 tuổi hay không. Đó là tất cả những gì quan trọng đối với nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên pha chế. Khi chúng tôi mở rộng điều này sang các ứng dụng khác và các thành phần dữ liệu khác trong thế giới kinh doanh, chúng tôi có thể bắt đầu đơn giản hóa cách các doanh nghiệp xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và rõ ràng là giảm nguy cơ rò rỉ khai thác dữ liệu hoặc bất kỳ loại tấn công bảo mật nào khác sau đó yêu cầu họ phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ và tiết lộ nhiều dữ liệu về khách hàng và nhà cung cấp của họ cho thế giới biết chúng tôi bắt đầu giảm chi phí nhu cầu liên quan đến việc bảo mật dữ liệu bằng cách chỉ cần có bằng chứng zero knowledge thể hiện thông tin cần thiết để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động của mình ở một khía cạnh nào đó điều này rất thú vị nó cũng tăng cường tính bảo mật vì bằng chứng zero knowledge tồn tại trong bối cảnh các doanh nghiệp đang sử dụng chúng nếu người khác nắm giữ bằng chứng zero-knowledge của bạn trong một bối cảnh khác, họ sẽ không thể làm gì với nó. Họ không thể sử dụng nó. Nó không thể khai thác được. Thật thú vị khi thấy rằng một dạng mật mã tiên tiến như vậy cuối cùng đã được tích hợp vào thế giới kinh doanh và đó gần như là lý do tại sao chúng tôi chọn sử dụng loại mật mã đó để hỗ trợ Midnight. Nó tập trung chủ yếu vào việc chia sẻ bằng chứng về dữ liệu hơn là dữ liệu chính nó vì chúng tôi đã mời bạn đến đây và kiến thức nền tảng của bạn chủ yếu là về tài chính truyền thống chết phi và lĩnh vực ngân hàng tôi muốn nói về những thách thức mà chết phi đang phải đối mặt khi mở rộng quy mô tài sản kỹ thuật số chúng tôi nghe rất nhiều về tài sản trong thế giới thực mã hóa tài sản và tiềm năng to lớn ở đó nhưng cho đến nay vẫn có một số trở ngại và chúng tôi chưa thấy việc ứng dụng rộng rãi công nghệ phi tập trung trong tài chính điều gì đang cản đường vậy tôi nghĩ có hai có thể là ba yếu tố đã làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn cản một số người chơi trong ngành khai thác tài sản kỹ thuật số một cách rộng rãi hơn đầu tiên là sự rõ ràng về chính sách dịch vụ tài chính là một thị trường được quản lý chặt chẽ và có sự khác biệt đáng kể về chính sách giữa các khu vực pháp lý khác nhau tại hoa kỳ thậm chí ở khắp các tiểu bang có những quan điểm khác nhau về cách các cơ quan quản lý nhìn nhận các dịch vụ tài chính và sản phẩm tài chính tốc độ mà các cơ quan quản lý có thể thay đổi chậm hơn đáng kể so với tốc độ mà các nhà đổi mới có xu hướng thay đổi và nó được dung hòa trước tiên trong các vụ kiện tụng và sau đó là trong luật pháp thực tế chúng ta đang chứng kiến động thái này ở nhiều nơi trên thế giới và tôi nghĩ đó là một trở ngại trở ngại thứ hai là truyền thống có rất nhiều công nghệ kế thừa trong ngân hàng ngay cả khi bạn nghĩ về việc các ngân hàng đã phải đối mặt với hiện tượng fintech trên toàn thế giới như thế nào lý do khiến fintech phát triển quá nhanh so với tài chính truyền thống là do bởi vì họ hầu như không có truyền thống họ dựa vào công nghệ hoàn toàn mới và thật thú vị các công ty công nghệ có thể đang ứng dụng tài sản kỹ thuật số nhanh hơn các ngân hàng truyền thống vậy đó chà và sau đó tôi nghĩ đến khía cạnh thứ ba vậy đấy với midnight là nếu bạn là một công ty dịch vụ tài chính và bạn có dữ liệu của mình được ghi trên cơ sở dữ liệu công cộng một cách bất biến thì bất kỳ ai cũng có thể đến và thăm dò điều đó điều này có thể vi phạm khá nhiều chính sách ngân hàng được bí mật ngân hàng. Nếu bạn làm điều đó, bạn ngay lập tức vi phạm các chính sách hiện hành, ngay cả khi bạn đang cố gắng đổi mới. Vì vậy tôi nghĩ chỉ vậy thôi cũng đã đủ lý do để mọi người đến khám phá Midnight có một điểm trung gian giữa việc có thể tạo ra tài sản kỹ thuật số dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào và việc tạo ra các tài sản kỹ thuật số theo cách đảm bảo tuân thủ các chính sách mà bạn đã phải tuân theo Ba điều đó đều đang chuyển động, chúng đều đang được giải quyết và đến thời điểm thích hợp, các cơ quan quản lý sẽ biết rằng họ không chỉ có thể tạo điều kiện cho sự đổi mới mà còn được hưởng lợi từ nó. Chúng tôi chắc chắn có thể nói về điều đó liên quan đến Midnight và cho phép tiết lộ có chọn lọc cũng như các hình thức hỗ trợ tuân thủ khác. Các hệ thống truyền thống là một khoản đầu tư, một trò chơi vốn và dần dần điều này phải xảy ra. Nếu không, bạn sẽ ngừng đổi mới. điều này đã diễn ra trong một vài năm và sẽ tiếp tục trong một vài năm nữa. về việc tuân thủ các chính sách hiện hành trong khi sử dụng tài sản kỹ thuật số trong một dạng cơ sở hạ tầng mới, có những blockchain như Midnight đang giải quyết trực tiếp vấn đề này. nó không chỉ dành cho tài chính. tôi biết nền tảng của mình là tài chính, nhưng vào thời điểm tôi làm việc với blockchain doanh nghiệp. Tôi đã tiếp xúc với các ngành khác và các vấn đề rất giống nhau. Khi bạn nghĩ về các chính sách bảo vệ dữ liệu, chúng không phân biệt giữa các ngành. Một số ngành sẽ có ít nhiều chính sách bổ sung, nhưng nhìn chung, các quy tắc bảo vệ dữ liệu chung ứng dụng cho tất cả các ngành. Và nó không chỉ xảy ra trong các dịch vụ tài chính. Tôi hiểu rồi, hãy nói nhiều hơn về cơ sở hạ tầng đó. Chúng ta đã nghe Sắc Ly học Kim Sơn trong tập trước nói về giao thức Kachina là một trong những nền tảng của kiến trúc hợp đồng thông minh của Midnight, khả năng có dữ liệu được bảo vệ và không được bảo vệ trong kiến trúc hợp đồng thông minh. Bạn có thể giải thích một chút về hệ thống trạng thái kết này và cách nó thể hiện sự tiến bộ hay về cơ bản cho phép một số rào cản bạn mô tả trước đây tan biến nếu bạn bắt đầu sử dụng Midnight cho một số ứng dụng mà chúng ta đang nói đến. Kachina là một kiến trúc hợp đồng thông minh hỗ trợ hệ thống trạng thái kép này. Khi chúng ta nghĩ về hợp đồng thông minh theo nghĩa blockchain truyền thống hiện nay, chúng ta nghĩ về một chương trình đang chạy trên blockchain. Nó chạy trên lớp thực thi, kiểm tra dữ liệu từ blockchain và có thể kiểm tra dữ liệu ập trên đang được các oracle và tất cả những thứ tương tự được đưa vào. Khi bạn nói về Kachina, điều đó cũng xảy ra. Kachina cũng chạy on trên và kiểm tra trạng thái của chuỗi. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là trạng thái kép nó kiểm tra trạng thái của chuỗi những thay đổi về trạng thái từ khối này sang khối khác những gì thay đổi và những gì kích hoạt bằng cách đó trong trường hợp của midnight nó tương tác với các bằng chứng và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng là gì chúng có sẵn ở đâu và chúng đại diện cho điều gì các quy tắc kinh doanh đang tương tác trực tuyến với điều đó nhưng khi bạn có kiến trúc Kachina cho hợp đồng thông minh, nó cũng tương tác với dữ liệu off trên, nghĩa là dữ liệu không nằm trên blockchain. Nó sẽ xem xét máy tính của bạn khi ví của bạn tương tác với hợp đồng thông minh và sẽ kiểm tra bằng chứng và dữ liệu nằm trên máy tính của bạn. Với kiến trúc Kachina, chúng ta có thể nói rằng hợp đồng thông minh tương tác với dữ liệu on trên và off trên và dữ liệu của bạn không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Một trong những kiến trúc sư của chúng tôi nói rằng nó không bao giờ rời khỏi hộp của bạn, phải không? Và cái hay của Kachina là khả năng lưu giữ dữ liệu ập trên trên máy tính của bạn. Nếu dữ liệu đó cần đến blockchain, nó sẽ ghi nó vào bằng chứng và sau đó ghi bằng chứng đó lên blockchain. Chúng tôi có sự phân tách rõ ràng giữa các trạng thái giữa on-chain và off-chain. Kachina lưu giữ dữ liệu ở trạng thái off-chain như người ta gọi nó và cho phép điều này diễn ra một cách tự nhiên cũng như bằng cách thiết kế kiến trúc bảo vệ dữ liệu cho hợp đồng thông minh. Đó là lợi thế mà Kachina mang lại cho blockchain, khả năng vận hành trạng thái on-chain và trạng thái off-chain. Trạng thái on-chain là bằng chứng, trạng thái off-chain là dữ liệu. Lời giải thích tuyệt vời. Cảm ơn vì điều đó, Mauricio. Một lần nữa, điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu rằng đây là một hệ thống rất an toàn. Bởi vì dữ liệu không bao giờ rời khỏi hộp của bạn, như bạn đã nói, dữ liệu vẫn nằm trong phạm vi của bạn. Trong các hệ thống khác nơi dữ liệu được gửi đến nhiều bên để tính toán hoặc thậm chí với VPN, khi bạn gửi dữ liệu tới VPN về trình duyệt của bạn, vâng, ở đầu bên kia, mọi người không thể nhìn thấy thông tin duyệt web của bạn. Nhưng bạn nghĩ VPN đang xem dữ liệu từ ai? Bạn đang chuyển điểm nơi dữ liệu tồn tại để tính toán hoặc mã hóa, nhưng trong những trường hợp đó, bạn sẽ không bao giờ thực sự có một hệ thống được bảo vệ dữ liệu hoàn toàn. Những gì bạn đã mô tả rất khác, đảm bảo dữ liệu vẫn còn trên một hệ thống, không bao giờ rời đi và bạn đang tạo bằng chứng, siêu mạnh mẽ. Tôi cũng muốn nói về phần còn lại của lộ trình. Chúng ta sẽ đi vào những điều tốt đẹp. Khi Midnight tiến tới việc ra mắt Mainnet, bạn xác định đâu là cột mốc quan trọng và sự phát triển mà cộng đồng nên mong đợi bạn đang chia nhỏ lộ trình như thế nào các giai đoạn chính là gì và cộng đồng sẽ nhận được gì ở mỗi giai đoạn hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn của lộ trình được gọi là DevNet nếu bạn ở gần các mạng xã hội của chúng tôi, bạn có thể đã thấy Anthony, tôi và nhóm DevOps nói về việc tham gia DevNet và làm việc với nó. Bản thân DevNet là một sandbox để các nhà phát triển chơi cùng và tại sao không? Hãy thử khám phá Midnight. Chúng tôi đang ở giai đoạn mà chúng tôi muốn được thử thách và căng thẳng. Và chúng tôi rất may mắn khi có 1.500 người trong kênh Discord của mình. Tất cả đều hào hứng khi làm mọi việc với Midnight. Chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin từ lĩnh vực đó. Bạn có thể coi DevNet như một phiên bản alpha công khai xét về mức độ trưởng thành của mọi thứ chúng tôi đang xây dựng. Chúng tôi hiện đang xây dựng nhiều tính năng hơn để khởi chạy một mạng thử nghiệm thích hợp. Nói chung, trong blockchain, TechNet là khu vực tổ chức cho mọi thứ bạn muốn khởi dậy trên mạng chính. Mạng thử nghiệm blockchain tiền mainnet là giai đoạn tiên tiến nhất của blockchain đó cho đến mạng chính. Chúng tôi đang hướng tới điều đó và làm một số việc để chuẩn bị cho nó. Điều đầu tiên là chúng tôi đang thay đổi thư viện mật mã của mình thành Halo 2. Halo 2 sẽ cho phép chúng tôi làm được nhiều hơn nữa về mặt đệ quy Zero Knowledge, cả ở trạng thái hợp đồng và trạng thái chuỗi nó tạo ra các bằng chứng nhỏ gọn hơn, khiến nó trở thành một cách xử lý bằng chứng nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh hợp đồng thông minh và chính blockchain. Halo 2 là một trong những thứ chúng tôi đang triển khai như một phần trong hệ thống của mình ngay bây giờ. điều thứ hai chúng tôi đang làm cho testnet là xử lý khả năng nâng cấp chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ chúng tôi thêm vào midnight khi chúng tôi phát triển về mặt tính năng và công nghệ đều có thể tiếp tục hoạt động Khả năng nâng cấp rất quan trọng đối với chúng tôi để giảm thiểu số lần chúng ta cần khởi động lại chuỗi. Chúng ta càng có thể làm trước nhiều việc để chuẩn bị cho Midnight có thể nâng cấp thì càng tốt. Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng khi chúng tôi tiếp cận TechNet là họ có thể triển khai các ứng dụng và hợp đồng thông minh đầy tham vọng và thúc đẩy làn sóng đó cho đến mạng chính đây là những gì chúng tôi đang làm trên testnet khả năng nâng cấp khá quan trọng về lâu dài vì lĩnh vực zero knowledge đang phát triển rất nhanh có rất nhiều giải pháp đường công và nghiên cứu được đưa ra liên tục để cải thiện hiệu suất bảo mật khả năng mở rộng và kích thước cũng như việc sử dụng phần cứng bổ sung Additional use of many other factors to improve the performance of zero knowledge. Điều này có nghĩa là theo thời gian, có nhiều khả năng sẽ thấy sự tiến hóa trong Snack trên giao thức hoặc các giao thức khác. Với Midnight, chúng tôi đang chuẩn bị cho điều mà tôi có thể gọi là kiểm chứng tương lai. Nhưng ít nhất cũng giảm được chi phí chung cho các nhà phát triển hoặc những người đã xây dựng ứng dụng vào Midnight khi nói đến việc nâng cấp Zero Knowledge và Snack trong tương lai. Tôi đã hiểu đúng chưa? Hoàn toàn có thể, và tôi nghĩ một trong những điểm nổi bật về khả năng nâng cấp là mặc dù đã có rất nhiều zero novelist có sẵn nhưng đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu chúng tôi tìm thấy điều gì đó đột phá cho phép chúng tôi thực hiện mọi việc tốt hơn, nhanh hơn hoặc rẻ hơn, chúng tôi cần có thể triển khai điều đó ở mức rất thấp trong giao thức mà không bị gián đoạn quá nhiều. Và tôi nghĩ điểm mấu chốt ở đây là chúng tôi muốn đảm bảo rằng Midnight có thể cung cấp UX tốt nhất trong bối cảnh blockchain và khả năng nâng cấp mà không gặp quá nhiều rắc rối là điều hiển nhiên. Tuyệt vời! Hãy nói về chương trình khuyến khích TechNet. Hãy cho chúng tôi biết điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn và nó sẽ có ý nghĩa gì đối với cộng đồng. Khi nói về chương trình khuyến khích testnet, điều chúng tôi hướng tới không phải là thay đổi bản thân mạng thử nghiệm mà là đạt được một cột mốc hoặc một giai đoạn trong quá trình phát triển của Midnight. Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ có thể bắt đầu vạch ra các hoạt động trên mạng thử nghiệm để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhằm chuẩn bị ra mắt mạng chính. Ở giai đoạn đó, chúng tôi muốn sẵn sàng thực sự thúc đẩy một cộng đồng trực tuyến gồm các nhà phát triển, nhà sản xuất khối, đối tác tích hợp cầu nối, ví, Oracle và tất cả các ứng dụng xung quanh có thể tạo nên thành công cho blockchain. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ đặt các tên có ý nghĩa cho từng giai đoạn, chúng tôi đang khuyến khích mọi người tham gia. Ở giai đoạn đó, chúng tôi cũng có thể giới thiệu các khoản thanh toán cho phần thưởng khối. Nếu bạn là nhà sản xuất khối vào Midnight, chúng tôi sẽ có sẵn tất cả các tính năng sổ cái trên mạng thử nghiệm, bao gồm cả quy trình thanh toán để bạn nhận được phần thưởng bằng tóc cường thử nghiệm khi chúng tôi tiếp tục. Cơ chế của Tokenomics cũng sẽ có sẵn ở giai đoạn đó. Vì vậy chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng khá nhiều cho mạng chính khi đạt đến giai đoạn chương trình khuyến khích TechNet. Sau đó, chúng ta cần phát triển cộng đồng để ra mắt thành công. Tôi hiểu rồi, nghe có vẻ tốt với tôi. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang Mainnet, phải không? Chúng tôi thiết lập phần mềm nền tảng. Chúng tôi thiết lập một cộng đồng nền tảng và sau đó chúng tôi khởi chạy khi chúng tôi có khối lượng quan trọng đó và sẵn sàng hoạt động. Vào thời điểm đó, chúng ta nên chuẩn bị sẵn mạng chính với tất cả mã đã được kiểm tra, thiết lập cầu nối với các Cardano và tích hợp ví của bên thứ ba. Chúng tôi muốn ra mắt với số lượng ví đáng kể. Vì vậy đến lúc đó chúng tôi sẽ có nhiều đối tác xếp hàng và triển khai. Sau đó, chúng ta có thể ăn mừng sự ra mắt mạng chính với khối đầu tiên được tạo, khối Genesis được ghi on trên, và sau đó chúng ta bắt đầu cuộc đua. Đúng, mạng chính là sự kiện giả tiệc của hành trình này, nơi chúng tôi bắt đầu mang những lợi ích của Midnight đến với thế giới trong một mạng chính thích hợp. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó, phải không? Nếu bạn là người quan tâm đến sản phẩm, việc tung ra sản phẩm không phải là điểm kết thúc hành trình của bạn. Đó là nơi nó bắt đầu. Trong tâm trí của tôi và nhóm của tôi, chúng tôi mong muốn chuẩn bị sẵn sàng và ra mắt sản phẩm đó vì mục tiêu là thực sự tìm ra sản phẩm phù hợp với thị trường. Đó là hành trình của một người làm sản phẩm và mạng chính là thứ giúp chúng tôi có quyền đi tìm sản phẩm phù hợp với thị trường. Còn nhiều kế hoạch nữa. Chúng tôi đang nghĩ đến tính năng đệ quy Zero Knowledge được kích hoạt bằng cách triển khai Halo 2. Đệ quy trong mật mã là khả năng lấy một bằng chứng rồi gói nó trong một bằng chứng khác, rồi bọc nó bằng một bằng chứng khác, vân vân. Với đệ quy Zero Knowledge, chúng tôi có thể kích hoạt đệ quy cấp hợp đồng, nghĩa là trạng thái hợp đồng của bạn có thể được gói gọn trong một bằng chứng và thay đổi tiếp theo sẽ được gói trong một bằng chứng có bằng chứng trước đó. Điều này tạo ra một lượng dữ liệu nhỏ cho trạng thái hợp đồng thông minh của bạn. Điều này cũng sẽ được kích hoạt cho trạng thái chuỗi, nghĩa là toàn bộ công nghệ của Midnight có thể được gói gọn trong các bằng chứng và khối tiếp theo sẽ được tạo và bọc trong một bằng chứng có bằng chứng trước đó điều này tạo ra trạng thái nhẹ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm cả khả năng tương tác đây là điều chúng tôi rất mong đợi trong quá trình phát triển mật mã Chúng tôi sẽ giới thiệu cơ chế đồng thuận BFT nhanh chóng, hoạt động dựa trên tính hoàn tất nhanh chóng. Điều này rất quan trọng đối với các trường hợp sử dụng của doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và thực hiện. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một thứ rất quan trọng và Sắc Ly đã nói về điều này một vài lần, đó là Minotaur. Minotaur là tên của một bài nghiên cứu được xuất bản bởi I.O. với sự cộng tác của Đại học Edinburgh và nhóm nghiên cứu mà chúng tôi có ở đó đó là một khái niệm khá hoang đường. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực blockchain được 10 năm và khi đọc bài nghiên cứu, tôi đã nghĩ, điều này thật điên rồ. Những gì Midnight mô tả là sự kết hợp của đa tài nguyên để tạo ra một khối, nghĩa là blockchain có thể được bảo mật bằng nhiều loại bằng chứng bằng chứng cổ phần, bằng chứng công việc và thậm chí cả một ủy ban được cho phép kết hợp. Nó cân bằng tính bảo mật trên các tài nguyên khác nhau này, cho phép các loại tài nguyên khác nhau tạo ra một khối và được thưởng cho khối được tạo ra. Điều này tạo ra sự đa dạng hơn. Khi chúng ta nói về sự đa dạng trong bối cảnh phi tập trung, đó là chúng ta không chỉ dựa vào các DAO SPO, midnight SPO, trình xác thực ETH hoặc công cụ khai thác Bitcoin. Kết hợp lại, nó mang lại khả năng phục hồi cao hơn cho toàn bộ cộng đồng những người xác thực hoặc nhà sản xuất khối theo những cách mà các blockchain tài nguyên đơn lẻ khác có thể không có. Đó là một trong những vở kịch đề cập đến mức độ rất thấp của cơ sở hạ tầng của blockchain, nhưng thật tuyệt khi xem. Đây là một trong những điều chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi để thực hiện xuyên suốt Midnight. Nếu tôi hiểu đúng điều này từ sắc thì đó cũng là trong bối cảnh của các chuỗi đối tác khác, đó là hệ sinh thái mà Midnight trở nên sống động những thứ khá thú vị mà chúng tôi sắp tới thật thú vị khi trở thành một người làm sản phẩm với lộ trình siêu mạnh mẽ rất thú vị từ những gì bạn đang nói, có một tầm nhìn dài hạn cho Midnight bao gồm nhiều chuỗi khác. Chúng ta đang nói về việc hợp tác với các hệ sinh thái khác, các cơ chế đồng thuận khác và các loại trình xác thực khác hiện có trong lĩnh vực. Nó bắt đầu với các Dano, nhưng mục đích là để Midnight hoạt động, tích hợp và được xác nhận bởi nhiều hệ sinh thái khác. Có đúng không? Tôi nghĩ trong số tất cả các chuỗi mà tôi đã hợp tác và xây dựng, Midnight là chuỗi mang đặc tính hệ sinh thái gần gũi nhất với trái tim này. Tôi nghĩ đây là sản phẩm phụ của những gì các Dano đã xây dựng và việc chúng tôi tách ra khỏi các Dano là rất quan trọng. Tuy nhiên, nó không dành riêng cho các Dano. Khả năng tương tác với các chuỗi khác, đặc biệt là ở mức cơ sở hạ tầng lõi như vậy, là minh chứng cho nghiên cứu đi trước chúng tôi và cho phép chúng tôi thành hiện thực rất thú vị hãy nói một chút về trải nghiệm của cộng đồng hoặc trải nghiệm của nhà phát triển khi chúng ta thực hiện các bước khác nhau này chúng ta đã nói về việc đang ở giai đoạn phát triển tại thời điểm này hoặc khi chương trình kết thúc chúng ta sẽ ở giai đoạn devnet tiếp theo là testnet chương trình khuyến khích testnet và mainnet sự thay đổi có thể xảy ra là gì hoặc trải nghiệm của một nhà phát triển khi trải qua các giai đoạn khác nhau đó là gì nó có liền mạch không có những thay đổi nào sẽ cần phải được thực hiện bạn sẽ phải thông báo cập nhật và nâng cấp làm cách nào để chúng tôi làm cho việc này trở nên liền mạch nhất có thể đối với các nhà phát triển khi chúng tôi trải qua một trong những điều khác biệt trong trải nghiệm của tôi với Midnight là nhóm quan hệ nhà phát triển được tích hợp với nhóm sản phẩm. Gần như tôi có trách nhiệm phải chú ý 100% thời gian đến những người thực sự đang hợp tác với chúng tôi trên hành trình này. Diego và nhóm cũng như nhóm nhà phát triển đang làm rất tốt việc tương tác với cộng đồng và đưa ra phản hồi. Đừng hiểu sai ý tôi, những người này có thể thảo luận và họ làm vậy và chúng tôi rất vui khi có được điều đó với tư cách là một hệ thống mạng có những lúc chúng tôi tìm thấy những thứ cần phải sửa và chúng ta tiếp tục sửa chúng đôi khi chúng tôi cần thực hiện thiết lập lại chuỗi đó là một đép nét đó là một sandbox nếu chúng tôi tìm thấy điều gì đó cần được chăm sóc khẩn cấp hoặc điều tra mở rộng hơn chúng tôi sẽ liên lạc với cộng đồng rộng lớn hơn và cập nhật cho mọi người Tôi nghĩ rằng trách nhiệm nắm bắt nhịp đập của cộng đồng bằng cách để nhà phát triển tích hợp với sản phẩm là có ý nghĩa và chúng tôi đang cố gắng đưa nhiều phản hồi đó hơn vào các tính năng trong lộ trình sản phẩm trong tương lai. Chúng tôi phản hồi lại họ và như tôi đã nói trước đây, nếu chúng tôi tôn trọng tham vọng có yêu ác tốt nhất trong thế giới blockchain, điều đó có nghĩa là các nhà phát triển phải được ưu tiên hàng đầu chúng tôi ở đây để phục vụ những nhà phát triển trong lĩnh vực này và tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang tôn trọng sứ mệnh đó đổi lại điều chúng tôi mong đợi từ cộng đồng là sự trung thực hãy cho chúng tôi biết bạn cần gì chúng tôi đang làm gì đúng và điều gì khác sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong thế giới thực mà bạn đang cố gắng giải quyết hãy để chúng tôi tập hợp những thứ đó lại như một phần trong ngang xếp của chúng tôi để bạn có thể tiếp tục và xây dựng khi bạn thấy phù hợp nhận được phản hồi thật tuyệt vời tôi không thể nói đủ về cộng đồng thật tuyệt vời khi được giao lưu với những người ở đó và thấy được sự muốn tìm hiểu mọi người bước vào đầy cảnh giác và nghĩ midnight là cái quái gì thế nhưng tôi nghĩ khi thời gian trôi qua và họ cài đặt các gói viết một số mã làm việc với một số ứng dụng mẫu và sau đó bắt đầu tìm ra cách riêng của mình trong việc xây dựng các ứng dụng bảo vệ dữ liệu đó là những gì chúng tôi muốn tôi rất vui được hỗ trợ cộng đồng đó và đổi lại chúng tôi nhận được phản hồi cần thiết để điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của họ và đó không phải là tất cả đây là các nhà phát triển hiện chúng tôi đang bắt đầu xây dựng một cộng đồng gồm các nhà sản xuất khối những người sẽ bảo mật mạng khi chúng tôi chuyển qua các giai đoạn đây là một nhóm người quan trọng khác để chúng tôi hiểu tìm hiểu những điểm yếu của họ và giúp họ hiểu tầm quan trọng của vai trò của họ trong mạng lưới khi chúng tôi phát triển chúng tôi càng có nhiều SPO hoặc nhà sản xuất khối thì chúng tôi càng trở nên phi tập trung hơn và vâng, chúng tôi cũng muốn phát triển cộng đồng đó khi chúng tôi tiếp tục phát triển các đối tác khác như ví, cự và cầu nối cũng rất quan trọng trong hệ sinh thái blockchain đây là loại cộng đồng mà chúng tôi muốn xây dựng và chúng tôi đang bắt đầu thực sự mạnh mẽ Tôi nghĩ lý do chúng tôi đạt được vị trí hiện tại là vì chúng tôi đã quyết định triển khai DevNet từ rất sớm. Bạn có thể tranh luận rằng nó có thể tốt hơn theo cách này hay cách khác, nhưng thực tế là chúng tôi hiện có một cộng đồng Discord với 1.500 người hoạt động mỗi ngày, đặt câu hỏi và thử mọi thứ trong hệ thống ngay từ đầu hành trình, là một cơ hội vô cùng lớn để chúng tôi làm điều đó đúng chúng tôi hoàn toàn muốn tôn vinh điều đó nó không chỉ là các việc nhỏ nhặt đó còn là việc tạo ra các tính năng mới tạo trải nghiệm mới cải thiện tài liệu cải thiện mã cơ sở và cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển phá vỡ tài sản là điều quan trọng và tôi chắc chắn rằng bạn có một số kỷ niệm đẹp về những khoảnh khắc mà mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch thật vui khi biết rằng đó là sự hợp tác phát triển ở giai đoạn này nó không là được thôi hãy vào đưa ra phản hồi cho chúng tôi và đi ra ngoài có cảm giác giống như một nhóm những người có cùng chí hướng đang làm việc để xây dựng công nghệ mà họ có thể hiểu hoặc đã hiểu và tôi không thể bỏ qua sự hỗ trợ mà chúng tôi có được từ các nhóm iog khác họ đã trở thành chuỗi đối tác chính vì một lý do xin gửi lời cảm ơn tới nhóm chuỗi đối tác và cả nhóm lace những người đã rất tuyệt vời tạo điều kiện và cho phép chúng tôi tiếp tục hành trình xây dựng midnight hãy hét to với họ các chuỗi đối tác và nhóm lace đối với những người đang lắng nghe nền tảng hoặc cơ chế nào hiện có để cộng đồng tiếp tục cung cấp phản hồi và tương tác với midnight Rõ ràng là chúng ta đã có trang web và doc.midnight.network. Nói ba lần để không quên. Doc.midnight.network. Hãy nói điều đó với tôi, Masio. Doc.midnight.network. Được rồi, bây giờ chúng ta đã giải quyết xong vấn đề đó. Nếu bạn muốn tìm tài liệu của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy nó ở đó. Nhưng một số kênh hoặc cách khác mà cộng đồng có thể tương tác với bạn, nhóm nhà phát triển và Midnight một cách rộng rãi hơn là gì? Chúng tôi có một máy chủ đích có đang hoạt động với nhiều kênh. Có một kênh dành cho MeMe, rõ ràng là chúng tôi phải có kênh đó, nhưng chúng tôi cũng có bộ phận hỗ trợ dành cho nhà phát triển và phòng thảo luận nơi các nhà phát triển trao đổi ý tưởng của họ. Nhóm nhà phát triển hoạt động cả ngày và nhóm quản lý cộng đồng của chúng ta ở đó cả ngày. Vì vậy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể truy cập thông qua trang web tài liệu. Hãy cùng xem, đưa ra câu hỏi của bạn và thử nghiệm Midnight. Chắc chắn, đích có hiện là kênh hoạt động tích cực nhất của chúng tôi về mặt tương tác. Chúng tôi cũng có xã hội của chúng tôi. Nếu bạn truy cập Twitter hoặc X, như cách gọi hiện nay của họ, thì chúng tôi cũng đang ở trên LinkedIn. Đó là hai kênh xã hội mà chúng tôi hiện diện và nhóm luôn theo dõi. Một lần nữa, đó là không cần phải được cho phép, hãy thảo luận với chúng tôi và xây dựng với Midnight. Và đừng quên Telegram để nhận thông tin. Chú ơi, tôi quên mất nhóm Telegram để nói cho bạn, đúng chúng tôi có telegram nhưng hiện tại nó chỉ mang tính chất một chiều để thông báo mọi người đều ở những kênh khác nhau mọi người thích làm những việc khác nhau nếu họ lấy máy tính sách tay ra nếu họ lấy điện thoại ra chúng tôi sẽ cố gắng bao quát nhiều cơ sở nhất có thể để đảm bảo rằng nhóm có thể truy cập được nội dung có thể truy cập được mã có thể truy cập được và điều đó chúng tôi giúp mọi nhà phát triển cùng chúng tôi dễ dàng nhất có thể. Đó là mạnh mẽ. Maxio, khi chúng ta kết thúc cuộc thảo luận này, tôi cảm thấy như chúng ta đã đề cập được rất nhiều điều nhưng tầm nhìn dài hạn của bạn cho Midnight là gì? Bạn thấy nó sẽ thay đổi cục diện của Web3 và công nghệ blockchain như thế nào trong vài năm tới? Đây là tầm nhìn dài hạn, nhưng tôi nghĩ midnight sẽ đóng vai trò là mục tiêu điểm để các doanh nghiệp cuối cùng có thể thâm nhập vào blockchain và hưởng lợi từ các mức độ tự động hóa khác nhau mà blockchain có thể kích hoạt cả giữa các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp và người dùng của họ theo cách không chỉ giúp họ tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu mà còn cho phép họ làm như vậy khai thác các tài sản tự thanh lý nơi họ có thể quản lý tính thanh khoản và bất kỳ loại tài sản nào với khả năng lập trình cao hơn where they can do a lot between a liquidity and an asset of any kind being able to have more programmability in the assets that they own and in how they behave with the world becoming more and more AI driven maybe khi thế giới ngày càng được định hướng bởi ai hơn việc bảo vệ dữ liệu trở nên quan trọng để ai không lấy dữ liệu của bạn và làm điều gì đó bất ngờ với dữ liệu đó bạn muốn đảm bảo dữ liệu của mình được kiếm tiền khi có thể nhưng cũng được bảo vệ khi cần thiết nếu dữ liệu là nguồn dầu mới thì điều quan trọng là dữ liệu đó phải được quản lý đúng cách tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy midnight phát triển mạnh về lâu dài trong thời gian chờ đợi, nó có thể sẽ dựa trên ba nền tảng web nhiều hơn, với cộng đồng crypto sẽ tham gia để hỗ trợ và tìm ra những cách khác để thực hiện các công việc về crypto của họ. Phi tập trung và bảo vệ dữ liệu có vẻ không quan trọng cho đến khi chúng thực sự, thực sự làm được điều đó và khi đó có thể đã quá muộn. Và thật không ngoan khi chơi trước trò chơi và tôi nghĩ Midnight sẽ đóng một vai trò trong sự chuyển đổi đó nếu tôi có thể hỏi một câu cuối cùng bạn hy vọng midnight sẽ để lại truyền thống gì cho ngành tôi nghĩ midnight sẽ là phần cơ sở hạ tầng chưa được biết đến nổi tiếng nhất trên internet trong tương lai tôi thích điều đó hãy phát triển điều đó thêm một chút nếu có thể và điều bạn muốn nói là đây là cơ sở hạ tầng nên nó chưa chắc phải là điều mà mọi người đều nghĩ đến người dùng ứng dụng không phải suy nghĩ lung tung về wars đó có phải là loại lãnh thổ mà bạn đang đề cập đến không Tôi nghĩ giống cảm giác TCP IP hơn. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi kiểm tra IP của mình là gì và tôi vẫn tiếp tục sử dụng Internet 24 trên 7. Tôi nghĩ việc có mặt khắp nơi nhưng cũng kín đáo, đó là những từ rất khó đối với người bản xứ Bồ Đào Nha, chính là mánh khóe. Steve Jobs đã nói rằng khi công nghệ hoạt động, nó giống như một phép màu phải không? Trở nên vô hình là một trong những điều mà blockchain cần đạt được, chúng tôi vẫn còn quá gần với cơ sở hạ tầng nhưng việc kết hợp hai thứ này và phát huy thế mạnh của nó là nơi midnight sẽ giành được lợi thế là phần cơ sở hạ tầng mà mọi người sử dụng nhưng không ai nói đến và bạn có nó phổ biến và không dễ thấy Điều đó kết thúc cuộc thảo luận tuyệt vời của chúng tôi với Maxio Maggi, giám đốc sản phẩm về Midnight. Chúng tôi đã có được những hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc về sứ mệnh của Midnight, cách sử dụng sáng tạo các bằng chứng Zero Knowledge và lộ trình thú vị lên mạng chính và hơn thế nữa. Mauricio, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi và chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình. Nếu bạn thích tập này, hãy nhớ đăng ký, xếp hạng và để lại đánh giá trên nền tảng podcast yêu thích của bạn. Và đừng quên theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để biết những cập nhật mới nhất và những cuộc thảo luận thú vị hơn trong thế giới blockchain và bảo vệ dữ liệu. Lần tới, hãy luôn muốn tìm hiểu và tiếp tục khám phá tiềm năng của công nghệ để thay đổi thế giới của chúng ta. Để tìm hiểu thêm về cách mạng Midnight đang giúp mọi nhà phát triển một mạng Internet công bằng và dễ tiếp cận hơn, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ midnight.network. Và hãy nhớ tìm kiếm ẩn sai trên Apple Podcast, Youtube, Spotify hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận được podcast của mình và nhớ đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ một tập nào. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.